สวัสดีบ่าวๆนะគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលខ្ញុំបាទដែលមានឈ្មោះថាគិនចារ្យាម្ដងទៀតហើយបាទអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តមួយទៀតហើយគឺស្ងោរណាំងើមន់បងប្អូនណាតឡើយយើងមើលគ្រឿងផ្សំជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាណា គ្រឿង ផ្សំ ទី 1 របស់ យើង គឺ ជា សាច់ មាន់ គ្រឿង ផ្សំ ទី 2 របស់ យើង គឺ ក្រូច ណាំ ងៅ បាទ សាច់ ខ្ទឹម ហើយ នឹង មើម ខ្ទឹម ចិញ្ច្រាំ គ្រឿង ផ្សំ បន្ទាប់ គឺ យើង មាន ដូច ជា ស្ករស ហើយ នឹង ម្សៅ ស៊ុប បាទ គ្រឿង ផ្សំ ចុង ក្រោយ គឺ ទឹក ត្រី ហើយ នឹង អំបិល បងប្អូន ណា អូខេ តោះ ឥឡូវ កុំ ឲ្យ ខាត់ ពេល យូរ យើង មើល ពី របៀប ស្ល ជាមួយ ខ្ញុំ បាទ ទាំង អស់ គ្នា ណា tại lấy những chập đam đã năng đam tới cái bóng phốn lấy những cái kia nữa tức này dương đam mọi phù sinh tới chạm dương chập đam đã cường nữa bà lấy một tô máy chập đam bằng trâm nằm bay cắt chạm này bóng phốn đó thì lấy tức phù hết dương chập đam đã bờ cho bóng phốn đó làm tô máy những chập đam đã sạch mòn thì là chúng ta đã tận 5 ngày cho bà và thực phụ tiết là chúng ta đã xay xuống và chúng ta đã có số thực trầy thì chắc bằng vốn thì chúng ta sẽ rong cạn anh cho lên tới tục phụ mà trong một phút chênh mà cái câu về như thế ta lâu đầm bây và thay một lần chú dương đã nằm ngơi vào dương phi trên đất món á cái ta lâu đã nằm ngơi phi của phi trên đất tiết á thì đưa ta chú ngươi thay một tiết bóng vô nè em tỏ mó dương đã lật tâm cho nè bóng vô nè này lật tâm đã hai ấy chương bật lương như thế hoặc cho bên này ok nhóm đạp té hai nhóm chập này bật lớn bạn tối nhóm đạp phê giá đáy cho lòng vâng à đầm bây dương rùm linh tâm bao dương đầm bây đạn lên không sẽ lò chứ ngùi nét và nhóm đạp tâm cho đấy dương rùm linh ok lời tâm cha là bao nhiêu lang phong thoáng ấy dương chập làm đã châu không sầm lo này mà đong mà ok tỏ lời dương đã tâm linh châu ok chui mình tên bằng con mà chui kỳ hai than nằm ngơi phong chui tâm phong mà sẽ ngon tiết mà ba sầm lo rồi bỏ dưa rồi đo hai tỏ thì chập đam đồ đã chan nhé ba sầm lo năm ngư sạch mòn rồi bỏ dưa rồi đo hai bằng phôn lần có chui rồi chết nên có chui anh đây bằng phôn tổng nóng nào bằng phôn đấy សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ណាបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe Channel ខ្ញុំបាទសូមជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងវិធីធ្វើម្ហូបក៏ដូចជាដំណើរកម្សាន្តក៏ដូចជា blog ផ្សេងៗដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនណា ហើយសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អហើយរួចផុតពីកូវីដ-19 ទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែរីករាលដាលនៅកម្ពុជាយើងនេះណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា